Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Việt Thắng, 70 tuổi, ngụ tại tỉnh Kiên Giang, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, Trần Việt Thắng thỏa thuận bán lại dự án khu dân cư thương mại chợ Cầu Móng tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng làm chủ đầu tư, cho công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Uniland, gọi tắt là công ty Uniland, với giá là 35 tỷ đồng. Để đảm bảo việc mua bán, Thắng thống nhất với công ty Uniland trở thành thành viên góp 95% vốn điều lệ vào công ty Việt Thắng, còn Thắng thì góp 5% và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Sau đó, công ty Uniland đã nhiều lần chuyển khoản và đưa cho Thắng tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Thắng không thực hiện chuyển nhượng dự án như thỏa thuận, mà tự ý làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty Việt Thắng, với nội dung là thay đổi thành viên góp vốn. Công ty Uniland chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn sang Thắng và người nhà để chiếm đoạt số tiền nói trên.